Tiếp theo là tin vui dành cho bệnh nhân mắc bệnh lý xương khớp sẽ có cơ hội được sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chiết xuất từ sụn vi cá mập. Hoạt chất chondroitin có trong sụn vi cá mập được giới y khoa thế giới chữa các bệnh về mắt và xương khớp này đã được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Sụn vi cá mập được sử dụng làm nguyên liệu trong chế biến nhiều món ăn, giúp bồi bổ sức khỏe và bài thuốc chữa bệnh từ cách đây hàng ngàn năm. Nhưng cho tới năm 1955, các nhà khoa học mới ứng dụng thành công hoạt chất chondroitin sulfat trong sụn vi cá mập thành những loại thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể, chữa các bệnh về xương khớp. Chondroitin sulfat thì cái hoạt chất này có tác dụng làm gia tăng sự bền vững của sợi keo nội bào và làm ngăn ngừa quá trình thoái hóa tế bào và giảm quá trình lão hóa đi. Ngoài ra thì cái sản phẩm GenS này sản xuất dưới dạng là viên sủi, cho nên chính vì thế cái độ hòa tan rất là nhanh, cái sự hấp thu vào tế bào của thể chất con người thì nó đạt cái rất là cao, cho rất tốt trong vấn đề là điều trị bệnh xương khớp, nhất là những người mà công tác bận rộn thì rất là tiện lợi trong vấn đề sử dụng. Công ty cổ phần GOG Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã thành công đưa ứng dụng các hoạt chất quý trong sụn vi cá mập vào sản phẩm viêm khớp dạng viên sủi GenS nhằm giúp người có bệnh lý xương khớp được sử dụng sản phẩm cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết, tái tạo và phục hồi xương khớp.